đám cưới diễn ra sát mùa dịch, bọn em mặc định sẵn đám cưới chỉ có hai vợ chồng cùng với gia đình hai bên. Thật tại thời điểm hôn lễ diễn ra, bọn em rất bất ngờ nhận thấy sự hiện diện của anh chị em, bạn bè, người thân đã từng nói là không thể tới chung vui cùng hai vợ chồng được. Lúc đó cảm xúc của em rất là khó diễn tả. Đám cưới của chúng em diễn ra chưa lâu thì chúng em đã may mắn đón được tin vui. Em đang có em bé. Chồng được vợ lai đi đẻ đây. Đi đẻ mặt nó hớt hở, rồi đấy, từ những cái câu mà quan tâm an ủi rất chi là đơn giản thế nhưng mà làm cho mẹ cảm thấy là tự tin và yên tâm vì là bên cạnh nó luôn có bố cùng rồi. Chờ đợi con ra thì cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, hồi hộp hơn và cảm giác thấy không biết miêu tả thế nào, một cảm giác là lần đầu tiên có. Và bà xã thì mình cũng không có dặn dò gì nhiều, chỉ có mỗi một câu là chồng luôn ở bên đã cố gắng lên.